Hai chào mọi người nhá. Thì clip này mình đang ngồi ở một cái công viên khá là lớn đó, các bạn, ở khu vực Danh Chép ở Tây Úc nha các bạn nha. Thì các bạn có thấy phía sau mình là biển à, rất là đẹp luôn các bạn. Và phía bên này là bãi cỏ xanh mướt các bạn. Đây, phía bên này là có này mấy cái cây bạc này các bạn. Cây kè bạc các bạn. Đấy. Rất là to luôn, kè bạc này mà về Việt Nam bán chắc tiền không các bạn. Đây. To ha các bạn ha. Đấy. Thì clip này thì mình sẽ ngồi ăn múp bang nha các bạn nha, ngồi ăn múp bang đấy cho các bạn ngắm cảnh luôn ha, vừa ngồi ăn vừa cho các bạn ngắm cảnh luôn. Thì hôm nay mình có cái món múp bang đó là hamburger nha các bạn nha, hamburger đấy, hamburger và lại khoai tây chiên đấy. Cái này là của bên Úc luôn nha các bạn nha, đây thương hiệu là Hungry Jack nha các bạn nha. Đấy Hungry Jack đây. Thì cái này nó ghi là 100% là bò Úc nha các bạn. Đây 100% bò Úc. Đấy. Thì mình có luôn cái nước của Hungry Jack luôn này. Nước là Coca-Cola. Đấy, Coca-Cola Hungry Jack luôn các bạn nha. Đấy. Thì mình sẽ vừa ngồi ăn vừa cập nhật chia sẻ cho các bạn về cái visa du lịch của bên Úc nha các bạn nha. Thì đợt vừa rồi nó cập nhật rất là nhiều cái thông tin, rất là nhiều cái thông tin và đặc biệt là quan trọng. Những bạn nào mà sang Úc bằng visa du lịch đó, thì các bạn phải cập nhật cái clip này nha các bạn nha. Thì có những cái visa khác nó cũng cập nhật luôn các bạn. Ví dụ như là visa về du học nó cũng cập nhật những cái điều khoản rất là quan trọng mà các bạn phải nắm nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt bàn cái khoai tây chiên trước ha. Thì cái khoai tây chiên ở bên phương Tây á nó là cái món khai vị nha các bạn nha. Đây. Đó các bạn xem, đây khoai tây chiên của bên Úc nè các bạn. Đấy, cái nhãn hiệu này là Hungry Jack nha các bạn. Đây Hungry Jack nè. Thì đấy, bây giờ mình ăn ha. Khoai tây chiên này ở đâu nó cũng giống nhau các bạn. Ở chỗ này mình đang mua thì nó ngon, tại vì mình hay ăn chỗ này các bạn, mình ăn nhiều chỗ à, ví dụ như là KFC hay là McDonald's. Thì nếu mà xếp về cái độ ngon á thì mình ăn ở Hungry Jack mình thấy ăn theo mình là hợp và ngon nhất nha các bạn. Các bạn nào mình không biết, mà mình ăn nhiều rồi mình thấy như thế. Nó bùi các bạn, nó bùi về cái độ giòn nha, ở ngoài thì nó giòn các bạn, ở ngoài họ chiên giòn và ở trong thì nó bùi các bạn. Còn ở McDonald's các bạn mình ăn rồi, cái khoai tây chiên của nó rất là mềm các bạn, mặc dù là mới mới vừa mua luôn nhưng mà ăn vẫn rất là mềm, kiểu nó không có giòn các bạn, ở ngoài nó không giòn. Còn ở chỗ mình hơn hơn trách này thì ở ngoài nó giòn các bạn. Tất nhiên nó không phải giòn rụm các bạn, nhưng mà các bạn ăn ở bên ngoài các bạn sẽ thấy nó giòn các bạn. Và tất nhiên là thơm khoai tây hơn khoai tây chứ không phải là bột các bạn, cái này là bằng khoai tây thật luôn các bạn. Còn đây là nước coca nha các bạn, của Hungry Jack. Đấy. Bữa nay hôm nay thì trời rất là đẹp các bạn nhìn thấy là trời xanh ngắt luôn, trời xanh ngắt mà gió mát nữa các bạn, gió mát, gió khá là mát. Và mấy ngày vừa rồi á trời mưa rất là nhiều, không có thích hợp để đi chơi, nhưng riêng hôm nay là đúng ngày chủ nhật luôn, trời rất là đẹp. Mấy ngày hôm nay đi chơi tắm biển thế này rất là hợp các bạn. Thì cái khoai tây chiên là ăn rất là ngon các bạn, nếu mà các bạn nào qua bên Úc á thì các bạn ăn thử cho. Với lại là cái khoai tây chiên này á nó sẽ to hơn của McDonald's nha bạn,
nó to hơn gấp 2 gấp 3 lần cái cọng khoai tây chiên của McDonald's á. Mặt khoai tây chiên của McDonald's bên Úc các bạn thì nó vừa mềm mà nó lại nhỏ hơn cái cọng khoai tây chiên của bên chỗ cửa hàng mình ăn nữa. Khoai tây chiên ở bên Úc rất là phổ biến các bạn. Nó phổ biến lên những cái nhà hàng mà ví dụ như là Nando nè, hoặc là Grill đi với lại Nando, họ cũng có cái món khai vị là khoai tây chiên, nhưng mà cái khoai tây chiên của bên Nando á, cái vị nó giống như là của mấy cái món Ấn Độ các bạn. Mặc dù là Nando là kiểu như là người ta lấy cái cảm hứng từ cái món ăn từ châu Phi các bạn, nhưng mà mình ăn cái vị nó giống như là khoai tây chiên của bên có cái gia vị của bên Ấn Độ các bạn. Còn khoai tây chiên của Grill đi thì nó cũng không ngon các bạn, nó không ngon, mình nói hơi hơi né các bạn, thực ra nó ăn mình ăn cảm thấy nó dở các bạn. Đó. Còn khoai tây của Henry Jack thì mình ăn là thấy hợp và ngon, ăn rất là đẻ. Thì mình mua cái size này là size large, là tiếng Anh là large, còn tiếng Việt là size to các bạn. Thì nó có ba cái size small, size nhỏ, rồi size medium là size vừa với lại size large. Thì mình mua cái size khoai tây chiên này to nhất nha các bạn nha, to nhất là cỡ này. Đấy. Còn nếu mà nhỏ thì nó nhỏ nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang mất ban cái món hamburger nha các bạn, món chính thì ngày hôm nay. Đây. Nhân vật chính ngày hôm nay là cái món hamburger các bạn. Thì, hamburger thì nó có nhiều loại các bạn. Hamburger bò, hamburger gà. Thì cái này mình mua là hamburger gà nha các bạn nha. Đây cho các bạn xem nó quấn ở trong cái giấy này các bạn. Giấy này thì nó không có thấm dầu các bạn. Tại vì ở trong này, ở trong cái hamburger á, các bạn biết là nó bỏ cái mayonnaise với lại cái dầu á, cái phô mai các bạn. Cho nên là nó dính tay á, thì họ bọc trong một cái cái này gọi là cái miếng giấy để nó không có bị dính tay các bạn. Ăn cho nó vệ sinh. Đấy, các bạn thấy cái hamburger này các bạn. Đấy, hamburger này. Ở trong thì tất nhiên là nó sẽ có mayonnaise nè, rau nè, salad nè các bạn. Rau salad với lại là gà các bạn. Gà họ bọc, họ tẩm bột, họ chiên lên xong rồi họ bỏ ở giữa các bạn. Đó, mời các bạn nha. Có hamburger này ăn khá là ngon các bạn. Mặc dù nó cũng rẻ các bạn, nhưng mà ăn khá là ngon. Thì cái bánh hamburger họ bỏ mè ở trên các bạn. Đây họ rưới mè ở trên nè. Đấy, họ rưới mè ở trên thì ăn rất là thơm. Còn cái mayonnaise nó ăn nó béo. Có bỏ mayonnaise ở trong này các bạn. Đấy, mayonnaise ở trong. Với lại là cái miếng gà khá là dày ở giữa các bạn. Quá tuyệt vời các bạn. Ngồi ăn mà ngắm xung quanh đó là toàn là cảnh đẹp không. Ở phía đối diện của mình đó là nguyên một cái khu người ta giữ còn rừng luôn các bạn. Đó, cây cối nó, nói chung là cây cối nó còn nguyên si luôn các bạn. Nhưng mà phía gần bên gần cạnh bên đấy là người dân người ta xây nhà luôn. Thì kiểu thiên nhiên á. Chim chóc rồi các bạn nghe tiếng chim nó hót á. Rất là yên bình các bạn. Ở phía bên này là cái bãi cỏ đúng không nè, rồi phía sau là biển. Quá tuyệt vời luôn các bạn, kiểu như là cái khu này là vừa là đồi, đồi núi mà vừa là biển mà vừa là có bãi cỏ với lại là khu dân cư luôn, rất là tuyệt vời, rất là phù hợp để sinh sống các bạn.
Thì ở trong cái túi của bên nhà hàng này họ, cửa hàng này họ có một có giấy các bạn, khi mà các bạn ăn các bạn có thể chùi miệng không cho nó vệ sinh. Ồ, là gió lớn quá các bạn. Gió lớn quá thành ra là đổ cái cây gimbal quá. Quá ngon luôn. Để mình tải cho các bạn cái hamburger này đó. Ăn cái rau ha, cái rau sống nó, cái rau salad á, nó sực sực các bạn, sực sực giòn giòn. Rồi cái lớp kẹ họ tẩm bột họ chiên ở ngoài á, thì nó cũng giòn các bạn, nhưng mà ở trong thì nó lại kiểu nó cái thịt gà ở trong nó lại mềm, nó ở ngoài giòn nhưng mà trong mềm. Rồi còn cái mayonnaise thì nó béo các bạn. Rồi cái bánh hamburger ở ngoài thì nó thơm cái mùi là vừng các bạn, thêm cái mùi là mè, à, cái mùi mè các bạn. Ăn mấy cái hamburger này á thì phải uống Coca-Cola nó mới hợp các bạn. Quá đã. Nãy mình mới đi một vòng các bạn, mình đi một vòng từ bên kia mình đi qua bên này. Đó. Mình đi qua phía bên này thì nó có cảnh đẹp lắm các bạn. Nhìn ra biển, với lại là ở trên cao mà nhìn ra biển bao quát rất là rộng, rất là đẹp để mà chụp hình các bạn. Đó, người dân Úc thân thiện lắm bạn. Ngồi ngồi nói chuyện mà kiểu như họ cười lắm, vui. Ăn là phải uống Coca nha các bạn, nó mới đã. Coca-Cola thì có đá các bạn, uống nó mát. Trời hôm nay thì nắng các bạn, nắng nhưng mà được cái là mát, có gió mát các bạn. Tại vì hiện tại đang là đầu mùa đông các bạn. Hôm bữa mình có quay một clip mà kiểu cây cối rồi nó rụng lá, nó chuyển mùa các bạn. Thì bây giờ là đầu đông cho thành ra là mặc dù trời nắng nhưng mà gió thổi mát lạnh luôn các bạn. À. Thì bây giờ mình sẵn tiện mình cập nhật cái tình hình cái video 600 nha các bạn nghe nha. Này là thông tin gọi là chưa được cái chia sẻ, thông tin chưa chia sẻ rộng rãi đâu các bạn. Đó, kiểu trong cái nhóm kín, hội kín mới có nha các bạn nha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe luôn. Và nếu mà các bạn thấy những cái clip như thế này hay hữu ích thì like để ủng hộ mình, và để thuật toán YouTube đề xuất những video này của mình nha các bạn nha. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn nè. Thì hiện tại á, cái việc xét visa du lịch đó để ngày càng khó khăn hơn rồi nha các bạn nha. Một phần có thể là do cái người xét duyệt á, có thể là không còn là người Việt Nam nữa nha các bạn nha. Nên là cái sự thông cảm và thấu hiểu á, với nhau nó sẽ hạn chế lại các bạn. Do vậy các bạn là cần phải lưu ý những cái vấn đề sau đây nha. Thì các bạn phải lưu ý, đặc biệt lưu ý nha.
Thứ nhất là giấy tờ phải dịch sang tiếng Anh nha các bạn nha. Rồi thứ hai là bằng chứng các bạn đi làm việc toàn thời gian á, để và đang làm lâu dài với các công ty sẽ là bằng chứng mạnh mẽ nhất để mà minh chứng là bạn sẽ quay về sau khi du lịch nha các bạn nha. Rồi cái thứ ba là có người thân đang sinh sống ở Úc, thì đây là cái con dao hai lưỡi nha các bạn. Phải cực kỳ cẩn thận khi mà chọn là family sponsor stream hay là tourist stream nha các bạn. Cái ý thứ nhất á, là nếu mà người đi du lịch á, để lớn tuổi trên 60 tuổi á, hoặc là 65 tuổi trở lên á, thì cái việc mà có người thân đang sinh sống ở Úc sẽ là cái điểm mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì người thân sẽ hỗ trợ tiền bạc, chỗ ăn ở, sinh hoạt trong suốt chuyến đi nha các bạn. Nếu người đi du lịch chỉ tầm cái ý thứ hai là nếu mà người đi du lịch chỉ tầm 30, 40 hoặc là 45 tuổi á, thì việc có người thân đang sinh sống ở Úc á, có thể là tăng khả năng suy nghĩ của nhân viên xét duyệt theo chiều hướng là có khả năng trốn lại ở Úc và sẽ có người thân hỗ trợ việc trốn lại ở này. Thì chỉ khi nào á mà bằng chứng về job của các bạn á, nghĩa là bằng chứng về cái công việc của bạn á, rất mạnh, thì sẽ làm giảm được cái mục số 3 này nha các bạn. Đấy. Thì cái mục số 4 á, là tuổi tác cũng là một cái vấn đề quan trọng nha các bạn. Càng trẻ, đặc biệt trong cái độ tuổi dưới 45 thì còn cái tỷ lệ trốn ở lại, cho nên là nhân viên sẽ cân nhắc nhiều hơn trong việc xét duyệt hồ sơ các bạn đi visa du lịch Úc của các bạn nha. Cái ý thứ năm là lịch sử đi du lịch. Đấy. Ý thứ năm là lịch sử đi du lịch nha các bạn nha. Đến hiện tại thì theo phản hồi của một số bạn agent với mình thì đi du lịch các nước ASEAN không còn quan trọng nữa, vì các nước này đã thuộc dạng miễn visa du lịch, cộng với khả năng trốn lại các nước này không cao. Tốt nhất là nếu muốn đề cập lịch sử du lịch thì nên đến các cái nước như là Mỹ, châu Âu, Hàn, Nhật các bạn nha. Ý thứ sáu là vùng miền. Nếu bạn ở một số vùng mà một vài nơi xem là đặc biệt thì bạn cần nộp nhiều bằng chứng hơn để chứng minh bạn sẽ quay về nước sau khi du lịch nha các bạn nha. Ý thứ bảy, ý cuối nè các bạn, tiền bạc và tài sản ở Việt Nam nha các bạn. Tất nhiên là cần có, nhưng mà theo một vài agent nói với mình rằng hiện giờ nhận thấy rằng là vẫn có khả năng như ủy quyền để bán, chuyển tài sản, đặc biệt là khi có người thân ở bên Úc. Do vậy, mục này rất cần có, nhưng trọng lượng của cái mục này không bằng mục số 2 nha các bạn. Nghĩa là cái mục mà công việc hiện tại của bạn. Thì ấy là những cái thông tin chia sẻ của mình cập nhật về cái visa du lịch visa 600 bên Úc nha các bạn nha. Thì nếu mà các bạn thấy có thắc mắc hay là cái thấy hay thì các bạn cứ comment hoặc là like video để ủng hộ mình nha các bạn nha. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay xung quanh nha các bạn, xem cái chỗ mình búp ban cái món hamburger ngày hôm nay nha các bạn nha. Chỗ ngày em búp ban hamburger ngày hôm nay khá là đẹp các bạn. Hôm nay gió khá là mạnh các bạn. Gió mát lạnh luôn các bạn. Đầu đông mà. Ok. Đây, mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem nha. Đấy, thì cái chỗ mình ngồi là một cái tảng đá, biết đá này để gì. Mấy các bạn xem nè. Đấy. Đá khá là bự luôn các bạn, mà kiểu nó tròn nhẵn luôn các bạn. Đấy, nó tròn nhẵn luôn. Đấy, các bạn thấy không? To mà tròn nhẵn luôn, rất là đẹp các bạn. Xong rồi nó gắn cái miếng gỗ các bạn. Đây. Gắn cái miếng gỗ vào ha. Nhìn kiểu xinh xắn vãi luôn. Đây. Đây các bạn thấy không? Đây các bạn thấy không? Đấy. Rồi có ba cái cây kè bạc ở đây. Rất là to luôn các bạn. Đây mình lại gần cho các bạn xem nha. Đấy, kè bạc nè, các bạn nhìn thấy to chưa? Ui rồi, siêu to luôn, siêu to, siêu khổng lồ luôn.
Đấy. Các bạn thấy nhìn lên không? Nó còn xanh tốt luôn nha các bạn nha. Cây bạc này thì cũng mới trồng thôi, mình thấy đất nó mới lún xuống rồi, nó còn lún nè. Ví dụ cái bằng, đấy các bạn thấy không? Đất nó lún xuống rồi, mới trồng thôi các bạn. Đấy, thì ở phía này nè, nãy mình nói nè các bạn. Họ còn giữ mấy cái cây á. Kiểu như phía này là đồi các bạn, trước là đồi mà, đồi ven biển các bạn. Mấy cái cây này nó họ giữ còn nguyên si luôn, to luôn các bạn. Đấy, họ chưa có chặt phá gì hết. Đấy, không? Nguyên cái khúc này giống như là cái vùng rừng các bạn. Vùng rừng cây mà ven biển các bạn. Ừ. Thì phía bên này là nhà dân các bạn đấy. Rồi phía sau này là biển các bạn. Đấy, phía sau này là biển. Đấy, phía sau này là biển, quá đẹp luôn. Đấy các bạn, thì nếu mà các bạn thấy những clip này hay hữu ích thì like, share để ủng hộ mình nha các bạn nha. Để thuật toán YouTube đề xuất video này của mình đến nhiều người hơn nha các bạn. Đấy. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi clip mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.